Rồi, Việt Nam chào mấy bác nha. Em lại săn lùng được một lô máy gần như là mới tinh. Đấy, gần như là mới tinh. Bác coi này. Cần này, tay lái này. Gần như là mới tinh luôn nha. Và đặc biệt có những con máy rất là lớn. Đấy. G4C T170 T200. Đấy, và con T200 này bác này thính quá. Bác này quá thính. Thì nghe mùi T200 một phát là cọc tiền nhanh luôn rồi. Con này là bên em đã nhận tiền rồi nhá. Tại sao người ta dám đặt cọc trước cho em 200 nghìn? Thì bởi vì người ta đánh mùi thế T200. Còn T200. À, nó đẹp. Nó đẹp không tì một vết tích gì luôn. Chốc nay em cho mấy bác coi qua con đó. Bây giờ cuối video em sẽ nổ con nó lên cho mấy bác nghe. Còn bây giờ em sẽ đi cho mấy bác coi sơ qua và báo giá luôn. Một loạt máy, bác nào mua được là ủng hộ. Thì đây là một loạt máy bên em mới về. Đấy. Đây. Con TG24. Con này 1 triệu tư. Bô này. Thì bác phải coi cái bô nó này. TG24. Đấy. Có một số con nó bị tịt bô nha. Không biết con nào. Hên xui nha. Này coi dây dịch này. Thì bác coi dây dịch nó này. Thấy không? Không phải nó quá đâu. Nhưng mà. Mấy bác coi dây dịch này. Đấy. Đó. Thể mấy bác coi này. Rồi 1 triệu tư. Con đầu tiên 1 triệu tư nha. Con TG24. Rồi đến con thứ hai. Con này cũng giá 1 triệu tư luôn. Đấy. Đây. Đây dây. Dây dịch chắc cũng tinh. Mà gần chưa xài luôn. Thấy không? Đấy mấy bác coi. Đây là con thứ hai 1 triệu tư, là hai con trong đây là 1 triệu tư, hai con đẹp xuất sắc. Đến con thứ ba là con này, con này à. Đấy hơi đó. Đấy, con này 1 triệu 3. Rồi rồi đến con này, con này cũng 1 triệu 3 luôn. Đấy à. Cũng 1 triệu 3 luôn. Hai con này 1 triệu 3, hai con kia 1 triệu 4. Rồi, đến con TG28. Đây mấy bác coi con TG28 này. Thấy không? Thấy không? Hơi ạ. Thấy không? Đây, dây dịch. Rồi, con này tâm to bố lớn nha mấy bác nha. Con này tâm to bố lớn thì giá của nó sẽ cao đấy. Con này bên em ra giá 2 triệu 2. Rồi, bố này. Đấy, không cần nói gì nhiều. Rồi là con nhớ báo đủ 4 con này rồi nha. 5 con này là em báo đủ rồi. Đến một loạt TG24. Đó. Thì bên em bán những con này ra với giá là 1 triệu 3. Đó. TG25 cũng 1 triệu 3 luôn. Mấy bác nghe hơi chưa? Thấy không? Ừ. Rồi. 1 triệu 3, hai con này đều đồng giá 1 triệu 3. Đó, là một loạt máy. Rồi, đến con SRM 315. Con này rất là đẹp nha mấy bác nha. Đổ xăng riêng, nhất riêng. Đó, và về ưng thì mấy bác đổ chung. Thì con này mấy bác nghe tiếng hơi chưa? Đấy. Dịch khừ khừ luôn. Rồi con này bên em bán với giá con này là đúng 2 triệu rưỡi nghe mấy bác nha. Rồi báo ship tận nhà. Rồi một con SRM 315 2 triệu rưỡi cho một con này. Đấy, SRM 315 đúng 2 triệu rưỡi. Rồi đến con Tanaka 30. Đó, con này bên em bán 1 triệu 8. Nó bị tịt bô. Nhưng mà bao sai. Rồi tịt bô nha. Đó, bị tàu vò làm tổ. Rồi đây bô còn tinh. Rồi 1 triệu 8. Đến con T170. Thì hàng này thuộc hàng hot rồi. Hàng này thuộc hàng hot rồi. Thuộc hàng quá hot rồi. Mấy bác coi kỹ này. Thì đến con T170 này giá đúng 2 triệu nghe mấy bác nha.
Đấy, nói trước luôn, bồ này. Đấy, con này mới lớp. Bao xài nha. Hơi này. Đây à. Đấy, nghe chưa? Đấy, đúng 2 triệu. Rồi. Là con T 200, à con T 170. Con này giá đúng 2 triệu nha mấy bác nha. Đến con G4C. Con G4C này bên em bán giá là 1 triệu 7 nha mấy bác nha. Bởi vì bộ cần nó danh giá lắm. Bộ cần nó đến 28 ly là đầu bò này. Mấy bác coi cái đầu bò nó này. So với cái chân này. Dạo man đó, như này xài hết đời luôn. Rồi. Con này bán giá 1 triệu, 8 đi. G4C mà. Không. Đó, chất lượng hay không? Mấy bác dịch này là hiểu thôi. Đấy. Rồi, 1 triệu 8. Rồi, đến nhân vật chính hôm nay thì là một con T200. Đã có một bác cọc tiền. Con này là mới tinh. Nói mới tinh thời quá nhưng mà mới gần 90%. Đấy. Nó mới keng xà beng luôn. Đây, mấy bác coi này. Đấy. Về đổ xăng cái nổ luôn. Chế xăng này, thậm chí không mở nắp boe luôn. Rồi, không quảng cáo gì nhiều. Để ra em gừ nổ nó lên. Đấy, đây là một con T200. Và con này thì cần kiết là vô đối luôn, cần dài nha. Rất là đẹp. Đấy. Cần kiết là cực kỳ đẹp. T200. Vô đối luôn nha mấy bác nha. Rồi, để em nổ. Nó còn từng tiếng. Bác nghe tiếng máy chưa? Cần xoay. Cần xoay, nó còn từng tiếng một lúc. Bác nghe chưa? Đừng hỏi tại sao luôn nha. Thấy không? Nó muốn nổ luôn. Mấy bác coi dây này. Nó mới 90%. Gần như là mới keng. Nói chung là máy T200 mà kiếm như này là không có. Thật sự là không có. Thấy không? Không, nó muốn nổ 40 mm nghe mấy bác nha. Bán nghe mấy bác nha. Con này nó quá VIP rồi, quá đỉnh rồi, không bàn cãi gì ở đây nữa. Và bác này người mùi rất là nhanh, đã cọc tiền là chơi thôi. Đó. Em thì nhanh lắm, cứ cọc tiền vô là em chơi thôi. Thì con này bên em đã bán. Đấy, nói rõ. Và siêu phẩm. Thì mấy bác coi được con nào thì ủng hộ. Mấy bên em thì nhiều vô đối, tha hồ mấy bác lựa chọn. Đống công kiện kìa, tha hồ mấy bác lựa chọn. Toàn bên em toàn bộ máy lớn. Đó, mấy bác coi cho kỹ. Và mấy bác đừng có hỏi tay lái nó đâu. Toàn bộ đều có tay lái. Đó, toàn bộ đều có tay lái nha. Và em chưa rảnh để em ráp nốt. Thì mấy bác thông cảm. Chứ không phải là cái gì được theo ý mình muốn cả. Thì con này đã hoàn thành cho một bác. Coi như là đã là xong. Thì nhiệm vụ bên em tối nay bắt đầu đóng hàng đi. Đó, đây cho mấy bác nghe lại tiếng máy của nó. Nổ còn từng tiếng luôn. Em sẽ chỉnh gati nhỏ hơn nữa. Hả? Mấy bác nghĩ đâu đào ra cái máy như này đâu. Có. Không có nữa. Hiếm lắm. Thằng gặp được con thôi. Vậy rồi vẫn nổ thêm. Máy đẳng cấp thôi rồi.
nó nổ cà rung cà rung này. 43cc nghe mấy bác nha, 43cc. Rồi thì không nói gì nhiều, thì mấy bác coi được con nào thì bên em ủng hộ. Đó. Và con Hitachi này cũng đẳng cấp này. Đấy. Đấy, mấy bác nghe chưa? Rồi, con này bán 8 triệu. Rồi, ok, nói trước luôn, con này 8 triệu là giá quá rẻ luôn.